Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục ra hái những chùm nho nha các bạn. Ngày hôm qua thì mình ra hái được có 2 chùm nho thôi. Thì trời đã mưa rồi, mây đen kéo xuống, mình quay máy quay phim nó không rõ được trái nho, cho nên mình đi vô nhà, vô tới nhà thì trời mưa. Hôm nay á, sẽ tranh thủ ra hái sớm. Đó, trời đang gió không biết có mưa tới không nữa. Thì mình sẽ hái nhanh nha, có mưa cũng phải ráng hái cho hết. Thì bây giờ chuẩn bị hái đi. Đó, mình đang đứng trên một cái ghế các bạn để chuẩn bị hái. Đứng đây nói chuyện cho nó cao bằng cây nho chứ không thôi đứng lùn dưới có chút xíu à. Giờ bây giờ mình hái nha. Đó, mình quay sơ nho cho các bạn xem nha. Đó, nho năm này thì cũng không có nhiều trái lắm, nó chỉ như vậy thôi ha, chỗ kia nữa đó, rồi ở đây nữa. Rải rác ở trên kia nữa, ở trên kia cao quá không biết làm sao mình lên mình hái được đây. Rồi ở trong cái giàn nho nữa. Ok, đây một chùm này các bạn. Chùm này đông đưa dễ thương ha. Đó, ước khi nào mà giàn nho của mình á nó cứ đông đưa như vậy, nó thông xuống hết cả giàn chắc vô quay nguyên một giàn nho một tím đẹp quá ha. Wow, nhìn cái trái ngon chưa các bạn. Còn có phủ một ít phấn trắng nữa chứ, quá chừng đẹp ha. Đó, 2 chùm rồi. Ngày hôm qua hái được có 2 chùm như vậy là bỏ chạy rồi đó. Hôm nay lẹ lên ha. Đó, các bạn thấy không? Mới trời nãy nắng lên chút xíu đó, giờ có đám mây đi ngang qua nó che lại rồi. Thấy chưa các bạn? Đó, lại nắng lên tiếp rồi các bạn thấy chưa? Đó, đám mây nó vừa chạy qua là thấy mặt trời nè. Mấy cái rặng thông này mùa đông á, tuyết phủ trắng xóa luôn đó. Rồi, mình tiếp tục hái nha. Wow, ở đây này. Chùm nho quá dễ thương ha. Trái nho nhỏ thôi mình đã thấy đẹp rồi, cần gì trái bự ha. Sang năm mình sẽ trồng 2 cái loại nho, một loại nho màu tím và một loại nho màu xanh, trái dài bự hơn nho như vậy rất là nhiều. Đó, bẻ này. Wow, nó dài quá các bạn. Dễ thương quá, ra được 1 chùm nữa rồi nè các bạn. Cưng ha. Đó, tha hồ vô mà ăn nè cho mấy đứa nhỏ thích lắm các bạn. Ngon chưa? Hấp dẫn. Để mình xem dưới ánh nắng này, Đó, cái cuốn nó xanh như vậy là tươi lắm á. Rồi bỏ đây ha. Tiếp tục. Còn đâu nữa? Wow, ở trên kia đỏ quá chừng, phải không? Lốm đốm làm sao mà mình chồm trên kia mình hái cho hết. Nó sụp té quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Ở trong kia kìa. Chắc phải đi ra kiếm cái ghế cao hơn nữa mới lấy được. Đứng cái ghế nhỏ chỉ hái được mấy chùm dưới thôi. Bây giờ mình mới vô trong nhà tuyển cái ghế thiệt bự cao này. Cái ghế này không biết đứng có té không nữa, cao quá chừng. Bây giờ mình sẽ đứng lên đây mình hái hết những cái số nho trên kia nha. Cao quá à. Đứng cao quá chừng này các bạn, không biết có té không nữa, nguy hiểm quá, hái cho nhanh lên. Các bạn ơi, đang đứng ở trên giàn nho cao quá chừng nào, sợ té quá các bạn. Cao quá là giàn nho hơi cao đó. Thôi bắt đầu hái đi, hái lẹ đi vô nhà nha. 1 chùm. Wow, 2 chùm. Cái ngon quá. Đó. Rồi có cái rổ để đây, bỏ vô đây ha. Ngon chưa? Ngon không các bạn? Hấp dẫn thiệt đó, hái tiếp thôi. Đây nè. Wow, sang năm chắc ra trái đẹp hơn ấy ha. Năm tới mình sẽ bón phân thêm. Ok, năm này thì hơi ít trái. Đó. Ngon ha. Đó, chùm nho dễ thương của mình. Tiếp tục ha. Đó, cái chùm này bứt ra cái. Wow, chùm này ngon chưa các bạn? Đó, bỏ vô đây ha. Wow, được 1 mớ rồi chứ bộ. Tưởng ít chứ cũng ngon ha các bạn. Hấp dẫn quá. Tìm tiếp tục thôi. Ở đâu nữa rồi? Còn nữa không? Ở trong sau kia giờ làm sao đây? Cái chùm này, chùm lẻ này, bắt ở đây ha. Màu tím đẹp quá chừng các bạn. Có mấy trái xanh kìa. Cái trái xanh nó vô ăn chắc chua lắm á. lá này. Các bạn thấy không? Nhìn lá vẫn còn xanh bát ngát như vậy nè. Khoảng tháng nữa là đổ sang một cái màu vàng rất là đẹp. Mùa thu. Cái ghế nó ngã các bạn ơi. Wow, cái ghế ở dưới muốn ngã nè. Cái ghế nguy hiểm quá à. Rồi, còn nữa không? Đó, để chừng này rồi đó các bạn. Ngon ha. Đang hái cái ghế nó bị lúng, xém chút xíu nữa té các bạn. Bu cái giàn nho là em thôi té rồi. Tìm mấy cục gạch kê dưới cái chân này cho nó khỏi lúng nè. Chuẩn bị hái tiếp nha. Rồi leo lên hái tiếp thôi. Nguy hiểm quá à. Mình để rổ nho đó, mình đứng đây nè các bạn. Bây giờ mình tiếp tục tìm trong xa. Ở ngoài gần gần đây hái hết rồi. À, ở đây có chùm nè. Wow, wow. Ngon chưa? Đó, làm sao thấy được hết. Chùm này ngon ha. Hái thôi. Ngắt ở đây nè. Đó, ở đây là nó đứt ra. Dễ ha. Đừng có ngắt sát cái gốc của cái chùm nho này thì nó khó hơn. Wow, năm này cũng được ok chứ bộ. Còn nữa đó, còn nữa. Tìm đi, tìm đi. Ở đâu rồi? Đây này, đây này. Wow, các bạn thấy dễ thương chưa? Đó. Lá gì? Bẻ bớt lá đi. Bẻ bớt lá che quá à. Ok. Ôi, cái chùm quá ngon ha. Chùm ngon hấp dẫn chưa các bạn ơi. Hái thôi. Wow. Ngon chưa? Ánh nắng chiếu xuống nè. Nhìn ngon quá à. Chắc mình ăn miếng ở đây ha. Đó, 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 đó. Đó. Quay, quay, quay lại. Quay lại. Đứng đây ăn một cái mà nó té cái vui lắm ha. Ừ. Rồi chuẩn bị ăn nha. Xin mời các bạn. Đó. Bây giờ mình ăn. Rất là ngon. Đứng dưới ánh nắng ấm như thế này, đứng kế giằng nhau ha. Ăn chùm nho mình trồng không còn gì mà thích thú bằng hết. Wow. Rất là giòn. Vị nó rất là ngọt ngào. Ngọt mà ngọt thanh mà. Thanh có chút xíu chua, ngon lắm nha các bạn. Trồng nho ăn tuyệt vời đó. Wow. Đứng bên những cái lá xanh quá đẹp luôn. Nắng quá mình không thấy gì các bạn. Không nhìn thấy mặt mình ở đâu luôn. Nắng nó chói á, mình không thấy. Ăn nhanh nè, hái nha. Hái xong vô nhà. Trời gió quá. Đó, chuẩn bị gió tới nè. Ngon. Ngon nha các bạn. Ngon thiệt đó. Nhớ mua nho về trồng. Hái ăn cho nó ngon. Đã. Wow. Còn trái chút xíu à. Thôi, đây nè. Sát cái nho này cũng có chùm nè. Chùm này nó rụng sẵn rồi. Ok. Có chùm nào rồi các bạn ơi. Mình đụng vô một cái nó gãy nguyên cái cành nho nè. Rồi nó dính theo cái chùm nho này. Dễ thương chưa? Bỏ vô rổ luôn đi. Tí vô nhà mình gỡ ra ha. Đó. Ngon. Ngon thiệt là ngon. Hôm nay chưa bao giờ mà đứng trên cao như vậy để hái nho. Hôm nay quá. Vừa sợ mà vừa vui các bạn, sợ té. Gió mạnh cái mình ngã là ngã luôn. Rồi bây giờ sao đây? Ở trong sao quá à, giờ làm sao đây ta? Ở trong kia sao quá, giờ làm sao hái ha. Ok, có cái chùm này, ok nè. Mình sợ té quá à. thì cái chùm này ok ha, bẻ ngang đây. Ở đầu xe cứu thương kêu dữ vậy, bẻ ở đâu ta? Ok, nó có cái mắt, nó có cái đốt ngay chỗ này nè. Đó, mình bẻ ra một cái là được cái chùm dễ thương thiệt, quá chừng đã luôn. Giờ làm sao? Kiếm chỗ để lên đây đi. Đó, có chỗ nào đâu để đây ha, được để đây quá đẹp luôn đó. Quá là đẹp, quá là ngon. Để rọi ánh nắng mới thấy rõ các bạn. Bẻ này ha, chùm nào nhìn cũng dễ thương hết, trái nào trái nấy căng tròn, tròn vo, chút nữa vô ăn đã lắm nha. Thế để dành nho mình trồng ăn đặc biệt lắm nha các bạn. Các bạn thử trồng thì các bạn biết cái mùi vị của nó khác xa ở ngoài chợ bán vậy đó, cho nên mình trồng quá là tuyệt vời luôn. Còn đâu nữa, đây có chùm nhỏ tí tí kia nữa, rụng hết trơn bông nó ra, có 2 trái à. Làm sao hết. Ok, ở đây nữa. Wow. Wow, cái chỗ này gió nó thổi rụng dần dần hết trơn. Nói gì đâu mà không bẻ được chùm mình rút xuống luôn. Đó, nó dài quá mà nó xa nữa, rút không được mấy trái, còn hơn lát mình chập cái nó rớt hết trơn trái. Rồi chắc leo xuống đi vô trong vàng, vô trong vàng trong ha. Tự hé một cái là mệt luôn đó. Đó, cho cao lên ghế này. Giờ làm sao đây, sợ té quá. Lên xuống, lên xuống, từ từ. Ok, vô trong cái chỗ xà lách rau lan nè, mình để cái ghế đây ha. Đó, rồi mình đứng lên trên này, trên cao nè, trên này nè. Đó, nguyên cái vàng của nó nè. Năm này cũng ít có trái thòng xuống vàng ha, thì mình tìm được cái chùm nào thì mình tiếp tục hái. Đây đây ngon chưa nè. Đó, đó, vô đây lại thấy rõ ràng nè. Đó, cái vàng nho gió thổi mà cũng lắc luôn cái vàng luôn á các bạn. Rồi cái rổ đó nữa, cái rổ để đây hả? Cái rổ để ngoài này. Chui chưa đây, chui lọt không? Lọt không vậy, phải chừng gãy hết trơn mấy cái nhánh nho đó. Rồi chui vô đây, giờ để đâu giờ ha? Ok, để dưới đất, ok ha. Hái thôi, hái thôi các bạn ơi, đã quá chừng. Hôm nay là mùa thu hoạch nho của mình. Năm 2018 nè. Năm 2017 vừa rồi thì còn 2 đứa con gái mình nó kéo đó. Giờ để mình lấy tay mình bẻ thôi. Nhìn ngon chưa các bạn? Có thấy rõ không biết. Wow, đã thiệt là ngon, hấp dẫn gì đâu. Nhìn ngon chưa? Ngon ha các bạn. Quá là đã luôn á. Thích quá các bạn ơi. Sang năm chắc trồng nhiều hơn nữa quá à. Trồng ít nhất cũng phải hơn 2 năm nó mới ra trái đó. Còn nữa không? Cái này xem mình hái nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Nãy giờ hái rụng mớ cũng uổng quá chừng á. Mình bẻ cái chùm này nè, mình chỉ cần động mạnh cái chùm chút xíu là nó rớt cái trơn trái rồi. Đó, sắp té rồi đây nè. Ngon chưa? Ước mơ hồi nhỏ mình á, được hái nho, được mê cái vàng nho lắm đó. Đi ở Việt Nam mình đi ra Phan Rang, Phan Rí thì thấy người ta có vàng nho, mình ước mơ được trồng mà có bao giờ trồng được đâu. Bây giờ trồng được lại mê quá chừng này các bạn. Ngon ha, quá chừng đã. Các em nhỏ ơi, bóc vài trái nho ăn nha, vài chùm nho ăn nè. Xin mời các em nhỏ và các bạn bóc đi. Các em nhỏ nói chị ơi, cô nói từ bóc hay hơn, con thích nói từ bóc hơn. Đó, các em nhỏ ơi, bóc vài chùm nho ăn nha. Quá là xinh, quá là ngon luôn á. Hấp dẫn ha. Tiếp tục hái thôi. Còn nữa không? Đây, cái chùm này hái luôn đi. vừa xanh xanh vừa tím tím. Hái hái chứ để đèn chi gió thổi nó lắc lư rồi nó rụng hết trơn à. Ok, hái đi, sao lâu quá vậy, thức đi. Wow, bứt luôn, bẻ nó dài quá bứt luôn, có được cái chùm lá. Rồi, năm này nhiều hơn năm ngoái đó các bạn ơi, nhiều hơn đó. Kia nữa kìa, kia một chùm nữa kìa. Dễ thương chưa? Nó tím quá à, mình nhìn qua cái mình thấy liền đi nè. Giờ làm sao? Làm sao? Lem cục đá hái à? Lem cục đá, ok. Tự ghé một bước vào cục đá. Lên hái. U lên đây hái. U chà chà chà. Muốn té quá các bạn ơi. Ok ok. Sắp té rồi đây này. Đó, cái chùm quá là hấp dẫn ha. Còn đâu nữa không? Đây có cái chùm phụ nho nhỏ nữa nè. Đó, hái hết á. Có cái mắt ở đâu? Ở đây ha. Một chùm, cái chùm phụ này ngắt luôn. Ở đây nữa. Wow, các bạn thấy ánh nắng nó chiếu qua nhìn trái nho đỏ, đỏ tươi. Đó. Em xin sợ té quá. Bước qua bên này luôn á. Rồi, được một chùm nè. Ngon chưa các bạn ơi, quá là đã luôn. Vui quá các bạn, hái trái cây thiệt là mê đó. Mẹ ơi là mê luôn. Còn gì nữa không? Còn nữa không các bạn? Ở đây nè, đang nguyên chùm nè. Với tới không? Mình đứng lên cái ghế đi. Lùng quá mà làm sao với tới được. Ok. Ok, đứng lên đây là tới liền thôi. Lùng thì mình bỏ ghế lên. Ok, hái nha. Trái này không biết các bạn có thấy rõ không? Nó mờ quá vậy ta. Oh, nhìn cái dàn nho xanh mà đổ trái xuống tím tím đẹp quá ha. Nho đỏ, nho tím nè. Nho đỏ chứ. Đó, còn nữa không? Đây nè, hái luôn đi. Mất công leo xuống ghế nữa. Cái chùm này hái cẩn thận thôi nó rớt nè. Đó. Ngon, ngon ơi là ngon. À, rớt, thấy chưa? Mình nói rớt là nó rớt à. Đó. Lượm vô. Đâu trái nữa. Ok ha. Rớt là rớt. Hay thiệt. Ngon quá chừng. Vô ôm rổ nho ngồi cười quá các bạn ơi. Đã quá chừng luôn á. Nhìn thương ơi là thương luôn. Các bạn ơi, thấy nho đẹp các bạn. Quá đẹp luôn ha. Tự nói lời tự khen luôn ha. Rồi còn nữa không? Mè quá. Sang năm sao mà cho nho nó đổ xuống từng chùm hết chỗ này ha. Ha. Cái mình hái cho nó đã. Năm này hơi ít á. Năm nữa sẽ nhiều nữa. Cái mỗi năm mỗi nhiều lên. Đó. Cái chùm này. Chùm này về hái chùm này. Bẻ ngang đây ha. Chùm nào cũng thiệt là đẹp. Còn nữa không? Còn nữa không? Còn nữa không? À, đây nè. Còn sót nè các bạn. Cái chùm này nhỏ quá. Hết chưa các bạn ơi? Hả? Còn nữa không ta? Hết rồi đó. À. Đây 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 đây. Mót. Bây giờ là mót mấy cái chùm nhỏ nhỏ nó sót lại. Còn nữa không? Đó, chưa gì đã đổ rồi đây nè. Đây giùm nè. Đi tìm mấy trái mót ha. Mấy trái nào mình sót mình đi tìm. Dưới này có cái chùm nào không? Đây. Một chùm 3 trái nho nhỏ, hái luôn nè. Đó, còn đâu nữa? Đây nữa nè, nhỏ tí ti ở dưới gốc các bạn. Hái luôn. Giờ mà tìm sót được cái chùm bự bự chắc mừng lắm ha. Quá chừng. Còn cái vàng. Đẹp ha. Gió thổi bay quá đẹp. Hái hết trơn nho rồi, khen người ta đẹp chi nữa không biết. Hái hết rồi. Còn nữa không? Tìm. Đó, hái rụng nho nha các bạn. Bỏ vô rửa ăn. Các bạn ơi, nho năm 2018 của vườn mình hái chỉ có được chừng này thôi các bạn. Ăn đỡ nha. Rồi sang năm á, sẽ trồng nhiều loại nho khác nữa, tha hồ mà hái. Năm này thì chỉ có chừng này thôi nè. Ha. Muốn ăn nữa quá à. Các bạn ơi, ăn nữa không các bạn? Thôi ăn nhiều quá. Hồi nãy ngày hôm qua ăn 2 chùm rồi, hôm nay ăn 1 chùm rồi. Thôi đem vô nhà rửa cho mấy đứa nhỏ ăn đi ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.